Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 18 tháng 2, tức là mùng 3 Tết. Thời tiết ở tại Bắc Bộ khô ráo và có nắng ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân. Ngày mai trên toàn khu vực sẽ có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất lên tới từ 24 cho đến 27 độ. Đặc biệt ở khu vực Tây Bắc như tại Lai Châu và ở Điện Biên, nhiều nơi đạt ngưỡng xấp xỉ là 30 độ. Sau đó sang đến ngày 20 và ngày 21 tháng 2, tức là ngày mùng 5 và mùng 6 Tết âm lịch, một khối không khí lạnh mới từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống phía Nam, mang lại thời tiết nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ trong đêm 20 và kéo dài đến sáng ngày 21. Độ ẩm không khí trung bình ngày cũng tăng lên mức từ 80 cho đến 85%. Cùng với đó là nền nhiệt độ giảm dần, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm về ngưỡng từ 18 cho đến 19 độ và nền nhiệt độ thấp nhất cũng giảm dần về 13 cho đến 15 độ. Tuy vậy, đây cũng chưa phải là mức nhiệt quá thấp nên chưa có khả năng xảy ra rét đậm trên khu vực. Bên cạnh đó thì mưa cũng không kéo dài nên nhìn chung thời tiết cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui chơi sau đợt nghỉ Tết. Thời tiết ở Trung Bộ vừa qua cũng phổ biến là khô ráo ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân đầu năm mới. Chỉ riêng khu vực ở phía nam của Bình Định ngày hôm nay thì vẫn còn có nhiều mây một chút, thời tiết có mưa rào nhẹ vài nơi, độ ẩm không khí khá cao. Dự báo trong 3 ngày tới thì khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi vẫn có kiểu thời tiết là khô ráo ít mưa, nắng nhiều vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 30 độ, tăng dần từ Bắc vào Nam. Nhưng mà từ ngày 21 tháng 2 thì khi không khí lạnh dần tác động đến các tỉnh thành này thì mưa sẽ xuất hiện và lan dần từ Bắc Trung Bộ cho đến Trung Trung Bộ, khiến nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể. Khu vực Nam Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc ngày 20 và 21 nên thời tiết không thay đổi nhiều, phổ biến là nắng ráo không mưa, nền nhiệt duy trì ổn định trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ về đêm, còn vào ban ngày thì nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Những ngày vừa qua, thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có lượng mưa khá. Tuy nhiên, từ hôm nay, khi mà không còn hình thế gây mưa tác động, thời tiết trên hai khu vực này sẽ quay trở lại trạng thái khô ráo, ít mưa, ngày nắng nhiều, với số giờ nắng trên 8 giờ một ngày. Khối áp cao cận nhiệt đới từ phía Biển Đông sẽ lấn vào và hoàn lưu của áp cao này có xu hướng bao phủ lên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Vì vậy mà thời tiết sẽ có trạng thái là khô vào trưa chiều trong những ngày tới. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ, còn ở tại Nam Bộ sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông còn có thể cao trên 34 độ. Trên biển, toàn bộ khu vực Biển Đông trong 2 ngày tới sẽ có gió nhẹ, sau đó đến khoảng rạng sáng ngày 21, trên vùng Vịnh Bắc Bộ và ở tại Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Còn khu vực Nam Biển Đông trong đó có cả quần đảo Trường Sa, 3 ngày tới duy trì gió Đông Bắc yếu ở mức dưới cấp 5. Cũng từ chiều tối ngày 21 thì gió trên vùng này sẽ mạnh dần. Như vậy là 2 ngày tới, Bắc Bộ vẫn có thời tiết tốt, đến khoảng ngày 21 chuyển mưa và mưa nhỏ do tác động của không khí lạnh, mưa chủ yếu ở phía đông khu vực, trời chuyển rét. Còn tại Trung Bộ cũng chuyển mưa nhỏ trên khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi từ chiều tối ngày 21. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa có nhiều biến động, phổ biến là ít mưa ngày nắng. Bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 2 của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!